đường dây em trước mộng. Chỗ này người ta thường gọi là một điểm là trung tâm người nuôi dưỡng người già neo đơn thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Nhà mặt thường quân có những điều kiện cũng có thể chung tay để góp sức để giúp cho những người già neo đơn, những các cụ đây. Thì hiện bây giờ là bên Vũ Trí Academy hôm nay là xuống phát một chút xíu tấm lòng bác ái đến cho các cụ, và đồng thời nữa là được cắt cho những cái kiểu tóc cho các cụ. Mong sao tất cả các mạnh quân hay mọi người để thấy được những chương trình như vậy thì về đây để cùng giúp đỡ cho họ, để có họ giống như là mình thúc đẩy cái động lực cho họ, để cho họ có một cái cuộc sống để cùng gắn bó, cùng chung tay sống chung với các con các cháu trong cuộc sống ngày nay.